Qua mùa này, cửa hàng đang có một đối tượng đi câu rất hay bị móm. Khách hàng đến mua hàng vui lòng không nhắc đến từ như móm. Đặc biệt không nên khoe cá trước mặt đối tượng này. Nó cọc lên nó đấm, cửa hàng không cản được. Ơi Việt à, lánh lại ở nhà. Ý này sao? Ê, nóng thế, giờ câu cá nó khó cả miền Bắc rồi. Thôi, anh cầm tạm mấy đồng kiếm đâu nghỉ dưỡng anh ạ. Ở thế này được. Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em đang có mặt tại hồ câu Buna Era, tỉnh Vũng Tàu. Đây là một cái hồ cũng khá là nổi tiếng, tại vì hồ có những con cá 15, 17, 20, 30 và thậm chí có những con cá 60 cân, 70 cân cũng có. Hôm nay quyết định mang hai cây cần này vào đây để bẻ liệu xem có gãy hay không. Rất nhiều anh em bị bẻ cần ở hồ này, nhưng mà hôm nay em vẫn liều mình mang hai cây cần, đó là Hắc Vương 8m1 và Hàng Long 12m. Quánh mấy con cá hồ này là không được tiếc mồi anh em ạ. Mồi câu thì không đáng mấy, mồi xả nhiều xô như này anh em ạ. Chắc là nhiều bác đang hóng em lọt hồ lắm không? Ai, không sợ đâu. Làm sao mà lọt được? Đấy ơi! Ơi! Ủa bằng chết. Vừa mới đi qua đây uống nước cái caramel giật được anh em ạ. Hải tượng anh em ơi. Ủa sao nó khỏe thế? Chưa cái hải tượng, bỏ hôi em ơi, bỏ hôi bỏ dù. Xem liệu cây Hắc Vương này có tải nổi con cá 30-40 cân hay không anh em nhá. Ôi, ra nước sâu nó khỏe. Ui dồi ôi, ra ngoài nước nó sâu nó khỏe lắm anh ạ. Cây cần này kinh điển thật đấy. Chục chỉ bằng cần thôi anh em nhá. Vẹo nó rút cho cảm giác như là mày về nhức đấy. Cứu con mẹ ơi. Rồi con này là con quái vật chứ không phải là con cá đâu anh em ạ. Con này bây giờ để mà ví so với chấm đen thì không biết ví như nào các anh em ạ. Nếu để so sánh với chấm đen thì không thể so sánh kiểu gì được. Nhờ lên cần này em ơi. Dắt trâu đi chơi anh em ạ. Câu cá làm gì phải gieo. Ui, cái mõm hiểu ơi. Ui con này khoảng mấy chục cân em? Năm mấy cân? Hồ báo là con này bé cũng phải 50 cân anh em nhá. Tại vì nhà hồ người ta thả người ta biết. Phải nói là giờ này vẫn đang đóng tim anh em ạ. Phê. Quá to luôn. Đến quay cá. Nhốt ra. Đóng cửa lại rồi, cá hết trạng anh em ạ. Đóng cửa rồi. Ôi dồi ôi. Con gì vậy? Quái vật. Ôi, con này chắc phải 60 chứ không phải là 5. Không bê được. Không lên được anh em ạ. Rồi em mà hỗ trợ anh vào tay cho mũi đầu em lên đúng không? Ôi nặng thật.